Đoàn cán bộ của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi thăm làm việc với Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ. Đoàn công tác của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tham quan cơ sở vật chất trang thiết bị các khoa phòng của bệnh viện. Là bệnh viện đa khoa hạng 3, bệnh viện đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ hiện cung cấp các dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe và điều trị nội ngoại trú, gồm đủ các chuyên khoa. Qua gần 7 năm thành lập, bệnh viện đã tiếp nhận khám và điều trị hiệu quả cho hơn 1 triệu lượt bệnh nhân. Bệnh viện có 14 hội viên cựu chiến binh, 79 thành viên ban chỉ huy quân sự bệnh viện. Thời gian qua, lực lượng này luôn đoàn kết, chủ động sáng tạo, đóng góp tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các nhiệm vụ chính trị xã hội. Thượng tướng Bế Xuân Trường và Thiếu tướng Vũ Cao Quân, thành viên hội đồng bệnh viện đều khẳng định đây là buổi làm việc rất có ý nghĩa góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó giữa hội cựu chiến binh việt nam và bệnh viện trong thời gian tới